đưa đuốc ngược ra sau, tăng độ bao phủ của ánh lửa. Lúc này tôi mới có cái nhìn bao quát hơn. Phòng lâu này rất đẹp, từng chi tiết nhỏ hòa quyện vào nhau, tạo thành một bố cục hợp lý từ mái cho tới sàn. Chúng ghép vào nhau hoàn hảo đến độ tôi chỉ biết trầm trồ, tấm tắc khen không hết lời. Anh Hùng cũng đồng ý. Anh bảo, nếu lát nữa mà không có gì xảy ra, chắc anh phải gỡ một mẫu ngói đem về. Người nghệ nhân xây nên cái vọng lâu này cũng thuộc dạng cao nhân siêu phàm nhập thánh đó, uy trấn hoàng vũ chứ không có chơi đâu. Anh Thông bước lên khịt mũi nói, chà, lâu lâu mới thấy đại ca sổ nhoa. Thì người ta giỏi thiệt, mình phải dùng từ ngữ cỡ đó mới xứng chứ. Mày thấy có đúng không? Anh Hùng nói thêm, ngói của vọng lâu này là ngói âm dương lưu ly, lại ánh lên một lớp men tuyền. Đứng từ dưới nhìn lên thì thấy nó có màu đen lấp lánh như than đá, đứng ngang thì có màu xanh ngọc. Gọi là ngói âm dương bởi vì khi lợp ngói, nghệ nhân xây nhà đặt hai viên ngói hình chớp cục sao cho chúng úp vào nhau, y như cái biểu tượng âm dương, đất và trời được lồng vào nhau. Ngồi trên vọng lâu nhìn xuống bên dưới, hy vọng cuộc sống mưa thuận gió hòa, êm ấm và ổn định. Anh Hùng bước đến lia đuốc, chỉ vào những cái mảnh ngói nhỏ phủ xuống. Bên trên chạm khắc hình hoa sen năm cánh, hai bên hai lá. Anh bảo đây là ngói diềm, hay còn gọi là ngói trích thủy, ngói yếm. Vì hai mảnh ngói lưu ly ghép vào nhau sẽ có một lỗ hổng, dùng mảnh ngói diềm để kê vô, vừa thẩm mỹ vừa che nắng mưa hiệu quả. Anh Hùng hết khen người nghệ nhân, rồi đến khen những chi tiết nhỏ xung quanh. Anh sờ cái mái rồi tấm tắc bảo, cánh hoa sen trên ngói trích thủy chạm khắc tinh xảo vô cùng, chạm vào mắt lạnh, mặc dù dưới hang động hơi ối bức và ẩm thấp. Anh Hùng cứ lây quay nhìn hết thứ này đến thứ khác, còn đi một vòng vọng lâu. Tôi thấy hơi sốt ruột nên hối anh đi nhanh. Miễu biết hát tới thì cám còn không có mà ăn, chúng tôi đâu có dùng được chú chào phụ. Anh Hùng chăm điếu thuốc, đứng dựa lưng vào cây cột trụ rồi bảo, nếu là phúc thì không phải là quả, nếu là quả thì không thể tránh khỏi. Mày cứ bình tĩnh chút đi. Anh Thông khều vai tôi, lắc đầu bảo, trời ơi, mày kêu lộn người rồi. Cha Hùng ổng là săn lăng, gặp mấy cái thứ kiểu này á, khác nào đem một thằng một sách bỏ vô cái thư viện đâu. Chạy thì lúc nào chạy chẳng được, lâu lâu mới có dịp gặp một công trình như thế này, đứng đây thưởng lãm cho trọn cái đẹp si mê mà cổ nhân kỳ công tạo ra chút đi. Hai thằng mày đúng là dân chụp đầu ném đó mà. Cái vọng lâu này á, nằm dưới đây mấy trăm năm rồi, và sẽ còn nằm dưới đây thêm mấy ngàn năm nữa. Đời tụi mày không đủ dài để mà đo đủ hết vẻ đẹp đâu, có nhiều xài đó thôi. Tôi gật gù, thấy cũng đúng. Tôi bước đến bên cạnh anh Hùng, anh chỉ cho tôi từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi chăm chú như một người học trò, nghe anh thao thao bất tuyệt vì bắt trúng kinh. Những chi tiết tinh tế và đẹp đẽ này làm tôi liên tưởng đến vọng lâu văn miếu. Những cột gỗ và cửa ánh lên một màu gỗ cũ, khắc họa lại biết bao nhiêu thâm trầm và tâm huyết của người xây nên nó. Chất gỗ này lại phát ra một mùi thơm nức mũi. Tôi hỏi anh Hùng đây là gỗ gì. Anh trả lời rất dứt khoát, giống như anh đang đợi tôi hỏi vậy. Đây là gỗ gù hương, miền Tây mình á gọi là gỗ xá xị. Tinh dầu của gỗ có mùi thơm đặc biệt, chỉ cần thi công rồi để đó thì gỗ sẽ tự tỏa hương ra, khiến cho những loài côn trùng như muỗi, gián kiến bỏ đi hết rồi. Anh Thông cũng nhảy vô. À, cái bàn nhà anh á cũng có gù hương phải không? Ừ, hồi trước anh mua 90 triệu, bây giờ lên giá là cái chắc đó. Tôi giật thoát cả mình. Trời đất ơi, bàn gì mà mắc vậy anh? Còn trẻ đó mày. Tại vì gốc cây gù hương có nhiều hình thù kỳ lạ, chế tác thành bàn ghế rất là đẹp, lại còn thơm nữa. Tôi nhớ lại, quả thật cái hôm lên nhà anh Hùng ở Sài Gòn, bước vô trong phòng khách thấy thơm thơm, mà tại vì xung quanh bày mồi màng nhậu nhẹt nhiều quá nên tôi không để ý. Thì ra cái hương thơm đó phát ra từ chính cái bàn ở giữa nhà. Anh Hùng nói thêm, người nghệ nhân đó chọn gỗ gù hương để xây cái vọng lâu này quả là chí hết sức đó. Tại vì nó có sức chịu nước, chịu ẩm cao, lại đủ được côn trùng phá hoại là loài mối. Sau khi được luyện kỹ lưỡng thì để cả trăm, cả ngàn năm cũng không có hư. Anh Thông chen vô coi, dùng tay gõ vào con tiện như tôi lúc nãy.
Tiếng cốc cốc vang lên cũng là lúc tôi nghe thêm một âm thanh khác nữa, là tiếng con nít. Anh Thông trợn mắt quay sang nhìn tôi và anh Hùng. Chắc anh sợ mình nghe nhầm. Phản ứng của anh Hùng cũng tương tự tôi, nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Anh Thông lại gõ thử thêm một lần nữa. Lần này thì con tiện la lên. Là tiếng con nít, một tiếng oái như bị ai đó véo má vậy. Tôi và anh Hùng bước tới xem. Vừa ngồi xuống thì bức tượng con nít đó mở mắt ra, nhìn trừng vào chúng tôi, rồi bước ra khỏi vị trí. Đứa con nít làm từ con tiện này, khi đứng thẳng cao ngang lưng tôi, nó bước đến, ngón tay béo ú, nhỏ như con dung, chỉ thẳng mặt từng người. Đi xuống, đi xuống. Giọng nói của nó như đứa trẻ lên ba. Chúng tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì hai bên hàng trào lại xuất hiện thêm hai đứa con nít nữa. Một bí thuật nạp linh nào khác làm từ gỗ sao, tôi chẳng hiểu được. Lũ con nít xuất hiện thì đứa đánh trống đứa thổi kèn, luôn miệng đuổi chúng tôi xuống, rồi chỉ vào trong khu nhà tứ hợp viện. Cả ba bị dồn ép. Anh Thông tức nên chửi: "Đố đố cái gì? Tin tôi đập bỏ thằng đứa không? Cái đám rành con này, phải tao tôi đấm cho mấy phát." Anh Thông nói xong thì song song tới. Ai ngờ anh Hùng cản anh Thông lại. Anh Hùng nói: "Ờ, hình như không phải là miểu đâu, đừng có đập bậy. Anh nghĩ mấy đứa này chắc được yếm vô để canh gác cho vòng lâu thôi, tránh kẻ lạ xâm nhập. Tụi mình đứng đây quá lâu rồi, vô tình đánh thức tụi nó. Thôi, đi xuống dưới được rồi." Tôi thở phào khi nghe anh Hùng nói như vậy, chứ gặp thằng Sinh chắc nó đã đập thiệt rồi. Chúng tôi men theo con đường dẫn xuống dưới, nép vào những tảng đá vì đường đi khá là hẹp. Lúc đi khuất thì lũ con nít cũng đi ngược vào trong vọng lâu, trở về vị trí cũ, nâng đỡ cho cái hàng rào. Lúc này tôi mới quay về phía trước nhìn thì một phen hết hồn, là hai bóng người đàn ông vạm vỡ tôi thấy lúc nãy. Hai cặp mắt chúng sáng lên, tôi báo ngay với anh Hùng. Anh liền lia đuốc về phía đó. Tôi hoảng hồn phát hiện ra chúng không phải là người, mà là hai bức tượng đá được khắc vào vách tượng, hai tay bắt chéo trước ngực, tư thế giống như quan tài xác ướp pha ra ông vậy. Mắt chúng sáng lên, sau đó đất đá phía sau nứt ra. Anh Hùng liền hô: "Chạy!" Con đường phía trước chính là bị hai bức tượng đá này ngăn cản. Trong khi chúng vẫn còn chưa kịp nứt ra hết thì chúng tôi đã phóng giọt qua. Tôi quay lại nhìn, sợ chúng sẽ rượt theo, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Từ các chết nứt lúc nãy chảy ra một chất dịch ống ánh sền sệt. Anh Thông cũng ngoái lại nhìn, thấy tình cảnh như vậy thì liền la lên: "Chết rồi đại ca ơi, Thủy Ngân!" Anh Hùng quay lại lại hét lên: "Không phải Thủy Ngân đâu, chạy nhanh lên, chết cả đám bây giờ đó." Quả vậy, chất dịch này trào ra ngoài thì bắt đầu bò lên tượng. Rõ ràng chúng có tri giác, Thủy Ngân nào lại như vậy chứ. Chúng tôi hò nhau chạy muốn ná thở, không dùng được chú và phù đúng là thật khó chịu. Có lẽ lúc nãy vào đây, khi bị lũ ma trừng phát hiện ra, chúng tôi đã kích hoạt đám con tiện. Cái bẫy Thủy Ngân biết bò này chắc cũng nằm trong những cơ quan được cài đặt trong hầm mộ, tránh người xâm nhập. Tôi tự hỏi ai đã xây nên nó mà lại đặt bẫy dày đặc như vậy. Bộ nhóm người trộm mộ tên là Hành Hương ghê gớm lắm hay sao? Cũng may, quãng đường từ vọng lâu đến khu nhà tứ hợp viện không xa, dòng chảy Thủy Ngân cũng không được nhanh, chỉ là trào ra không có dấu hiệu ngừng lại mà thôi. Tứ hợp viện như đã nói, được xây theo hình chữ khẩu. Phòng phía trước gọi là đảo tòa phòng, bên trái gọi là đông sương phòng, bên phải là tây sương phòng, còn đằng sau gọi là chính phòng. Anh Hùng dắt chúng tôi chạy vào đông sương phòng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, không có khóa, bên trong tối đen, nhưng bọn tôi ai đâu mà quan tâm, cứ mở sọc ra thôi. Phòng trống không, ngọn đuốc lại bập bùng suýt tắt đi, ánh sáng thiếu thốn, không đủ nhìn thấy được gì. Chỉ thấy vừa mới bước vào trong là bốn tấm ván ốp vào nhau, tạo thành một khối lập phương trông như một cái máng heo. Anh Hùng lia đuốc, mới đầu cứ tưởng rằng nhà tứ hợp viện thông với cái tháp châm, nhưng không phải. Bốn dãy nhà chỉ thông với nhau mà thôi. Trước mặt sau cái máng heo là vách gỗ, hai bên trái phải có lối đi. Ánh sáng nhập nhoạng, soi không rõ được thứ gì bên hai hướng trẻ đó, chỉ thấy mờ ảo đến phát sợ. Bóng tối hát lên vách, đung đưa như nhảy múa. Anh Thông đứng ở cửa, chìa đầu ra ngoài, nhìn rồi la lên, giọng đầy lo lắng:
Thủy Ngân chạy tới rồi đại ca ơi. Để nó tràn vô đây á là mình bị chôn chung với A Kha Chinh luôn đó. Tôi cũng bảo. Chuyện đáng lo hơn á là Thủy Ngân chạy một hồi là ngập cái đường ra, mình khỏi thoát luôn, chết thành ma đối đó. Anh Hùng la hai đứa tôi. Nè, hai đứa bày im cho anh suy nghĩ coi. Anh Hùng cầm đuốc soi vào con đường dẫn vào khu nhà thứ hai. Trước đó anh đã thử đập vào cái vách trước mặt nhưng không ăn thua. Anh nhìn tôi và anh Thông. Quả thật lúc này chỉ còn đường chạy vào đó xem sao. Lỡ như lối thông nằm ở bên trong một trong bốn cái khu nhà thì sao. Chúng tôi theo chân anh Hùng lại tiếp tục chạy. Thế nhưng tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Khi trở về khu nhà đầu tiên, chúng tôi vẫn không thấy bất cứ con đường nào dẫn lên phía trên cả. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Cánh cửa của khu nhà thứ nhất đột nhiên đóng sầm lại khi chúng tôi đang chạy vào trong khu nhà thứ ba. Chúng tôi phóng như điên vào phòng, mong sao con đường mở ra được. Đúng lúc đó thì phát hiện căn phòng thứ nhất có phần khác lạ. Ai đó đã thắp nên những ngọn nến. Màu vàng thường mang đến sự ấm áp, nhưng trong tình thế này thì không. Da gà trên lưng tôi nổi trần lên. Ai đã thắp nến chứ? Anh Thông la lên. Ê, có cái này nè. Tôi quay người lại, tim như muốn trớt ra ngoài. Khi thấy chỗ cái máng heo giờ xuất hiện ra một dạng búp bê, nhìn rất giống với búp bê múa trối cổ. Da mặt của chúng trắng bệch cho quét sơn ta, đã có phần bong tróc, gò má phúng phính, mắt hí, môi đỏ, tóc bết lại hai bên, cần cổ to trọn, trên người mặc y phục thổ cẩm của người Chăm. Tay mỗi con rối đều cầm theo nhạc cụ. Lúc này một tiếng cạch cạch vang lên như ai đó vặn dây cót đồng hồ. Lũ trối bắt đầu trung động lắc lư. Nhạc cụ trên tay khua qua khua lại rất điệu nghệ. Tiếng nhạc nghe như tiếng đờn ca tài tử bắt đầu vang lên. Các bọn chúng tôi tất nhiên chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Liệu cái cơ quan này có liên quan gì tới con đường dẫn lên tháp hay không? Cứ tưởng lũ trối chỉ chơi nhạc, ai ngờ phía sau cái máng heo, một thanh gỗ từ từ nhấc lên. Bên trong, hai con trối trông như cô dâu chú rể bước ra. Cô dâu mặc áo ngủ thân đen, họa tiết vàng kim tuyến óng ánh. Chú rể mặc áo tất màu đen tuyền, đeo khăn đóng. Chúng đang từ từ trượt ra trên một cái đường tre. Tôi nổi hết da gà khi con trối chú rể vừa đi vừa hò. Điệu hò thê lương nhưng trong trẻo, ma quái nhưng rất hay. Hò ơi, Tiền Giang cây cối xanh tươi, có dòng sông đục, có người tôi mong. Ai về chợ Lách Vĩnh Long, hay đi bến Lức Gò Công Định Tượng. Đường chiều qua ngõ Trung Lương, Long An muốn tới kiến tượng còn xa. Anh Thông tròn xoe đôi mắt nói. Ủa, rối biết khác hả? Anh Hùng lắc đầu. Hên xui, anh đoán chúng là đồ chơi của nạp linh quán. Tiếng hát phát ra từ chỗ khác đó. Chúng tôi vẫn còn chưa biết phải phản ứng như thế nào. Con trối trưởng vàng nhạt đột nhiên xoay cái cổ 90 độ, cười lên hi hí, nhìn anh Hùng rồi nói. Chào ngươi, Quách Vệ Hùng. Tôi nhìn con trối trưởng đoàn nhạc vừa kêu tên anh Hùng mà cảm thấy rợn rợn. Những ký ức ngày xưa, trong đó có các bộ phim trắng đen về rối, tự nhiên ùa về không có điểm dừng, như một đàn kiến vỡ tổ, chỉ muốn dùng chân mà đạp chết từng con. Mặt trối trắng bệch, lối làm nhìn khá giống với mấy bức tượng thời Trịnh. Khuôn mặt đầy đặn, dái tai dài, mũi to, môi dày. Miệng trối không mở ra, nhưng từ đâu lại vang về tiếng nói. Chúng cứ lắc lư theo điệu nhạc, mặc dù nhạc rất hay, nhưng tâm trạng nào đâu mà thưởng thức. Những con trối này kích cỡ như một đứa con nít 6 tuổi. Tay chân cổ và hông có những khớp nối hình tròn, làm cho chuyển động uyển chuyển đầy ma mị. Đám trối cử động linh hoạt. Tôi nhìn kỹ hơn thì khớp cổ tay hay giữa đốt ngón tay đều được móc nối rất tỉ mỉ, chứng tỏ nghệ nhân làm trối tốn không ít thời gian để tạo ra chúng. Mặt con trối trưởng đoàn nhạc cụp xuống, mở ra liên hồi, nhìn chằm chằm vào anh Hùng, như đang soi cho rõ có phải là người quen hay không. Vấn đề ở đây là làm sao nó biết được tên anh. Chẳng phải đây là mộ A Kha Chinh hay sao? Mộ được làm ra trước cả khi anh Hùng ra đời mà. Anh Hùng đứng che chắn phía trước chúng tôi. Đám trối sau khi xưng tên anh Hùng thì không làm gì khác ngoài chơi nhạc, nghe giống như cải lương cổ. Dớ dẫn,
Cải lương cổ dùng các loại đờn 5 dây phím lõm, đờn tranh, đờn bầu, đờn kim, đờn cò. Hoặc như tân cổ thì có thêm kèn với trống da. Dàn nhạc của lũ trối nối trắng ra, nhạc cụ đủ thứ hầm bà lặng, giống như người nghệ nhân đặt bừa chúng vào đây cho có lệ vậy thôi. Mà kể ra, nếu người không biết nghe nhạc lọt vào cung cảnh này cũng chẳng sôi được kỹ đến như vậy. Ngày xưa ba tôi hay mở cải lương nghe, cho nên tôi rành bắt bẻ như vậy thôi. Chứ người làm ra cái cơ quan này chắc đã chết rồi. Chẳng lẽ đào mộ ông ta lên mà khiếu nại hay sao? Tôi nói với anh Hùng. Anh ơi, theo em thấy á, với cái dàn nhạc này á, thì không thể nào đánh ra được cái bản ca cổ mà mình đang nghe hết á. Anh Thông chen vô. Trời đất ơi, giờ này mày còn lo nhạc chứ nhẽo. Con thối mới kêu tên anh Hùng á, mày không nghe thằng quỷ. Anh nghĩ thế giới bùa nạp linh quán đó còn nhiều điều khó hiểu. Bằng cách nào đó mà lũ trối này biết tên anh. Nhưng mà hiện giờ chuyện đó cứ để sang một bên đi. Tìm cách thoát khỏi đây trước. Cậu à, mày thấy cái gì khác nữa hay không? Tôi lắng nghe thể điệu nhạc. Nói thật tôi cũng mê cải lương lắm. Tại vì đây là thứ nhạc tôi nghe khi còn nằm ở trong bụng mẹ mà. Lớn dần, nhà tôi lúc nào cũng mở cải lương. Có khi để đó không ai nghe, nhưng vô thức bị thứ âm nhạc này thấm vào trong máu. Bởi vậy nghe tiếng đàn cải lương thì lại nhớ nhà thêm. Tiếng nhạc mê ly, nghe vô lại nhớ về những lời hát tả dùng Nam Bộ trù phú. Tất nhiên lũ búp bê chỉ chơi nhạc thôi. Phần lời bài hát là do tôi tưởng tượng đó. Đó là những điệu hát của Út Trà Ôn, những lời nhạc tuyệt tác của Cao Văn Lậu, soạn giả Diễn Châu. Âm nhạc thì không phức tạp như lòng người. Hòa mình vào âm nhạc, khi vui càng cao hứng, khi buồn càng buồn thêm. Tôi đứng nhìn quanh thêm một lát rồi nói với anh Hùng. Không anh ơi, ngoài nhạc cụ thì không có gì khác lạ nữa. Anh Hùng gật đầu, cầm đuốc soi lên trần nhà. Mặc dù kiến trúc là tứ hợp viện, nhưng bên trong lại xây theo lối nhà xuyên trính, nghĩa là từ ngoài bước vô có một cột nhất, cột nhì và cột ba, độ cao giảm dần. Mái phía trên tam giác cân, có đòn dông và dao kỹ. Mái nhà có đòn tay, cột kẹo. Chỗ cái cột nhì mà anh Hùng soi đuốc tới có treo một cái mẫu xương. Bóng của xương in xuống sàn nhà nhờ ánh sáng từ mấy cây đèn cầy. Rồi tới đó, mắt anh Hùng bỗng dưng sáng lên, như phát hiện ra điều gì đó. Anh ra hiệu cho chúng tôi bước đi, mặc kệ cái đám trối gỗ vẫn đang chơi nhạc phía sau. Anh vừa đi vừa nói. Theo anh nghĩ đó, nếu như căn phòng này thay đổi, tất nhiên những căn phòng khác cũng sẽ tương tự. Mấy con trối nằm ở tay xương phòng á, chắc cũng đã xuất hiện rồi. Bây giờ đi lên chính phòng xem sao. Tôi vừa đi vừa quan sát. Những phòng này nối với nhau bằng một dãy hành lang. Lúc nãy chạy nhanh quá nên không để ý. Hành lang có mái che hình tam giác, cây đòn dông bên trên dài ngoằng. Ánh đuốc bên dưới cứ sôi lên những thanh gỗ trên mái, trông chúng như đang di chuyển. Đi theo chúng tôi lẻo đẻo, chờ chực cái gì đó sẽ nhảy xuống. Tôi nuốt nước bọt, phát hiện ra cổ họng của mình đã khô khốc từ lúc nào. Lấy chai nước trong ba lô ra ực một ngụm, khà lên đầy sảng khoái. Lúc này tôi mới lên tiếng được. Tôi hỏi anh Hùng. Cứ đi vòng vòng như thế này á, không sợ rơi vào bẫy của nạp linh hên? Anh Hùng nói mà không quay đầu lại. Anh còn lo á, đây không phải là bẫy của nạp linh, mà là bẫy của Lỗ Bang kia kìa. Lỗ Bang sao? Tại sao trong mộ nạp linh quán lại có Lỗ Bang cho được? Tôi tự hỏi tự trả lời. Lúc ở bên trên, anh Hùng có nhắc đến một nhóm trộm mộ tên là Hành Hương và một nhóm cắt chế trộm mộ tên là cái gì thì không biết. Nhưng chính họ đã xây nên cái hầm mộ này để tránh việc xác của A Kha Chinh bị bọn đào mộ vơ vét. Anh Hùng nói thời kỳ đầu thế kỷ 20, Lục Tỉnh là một vùng đất thượng vàng hạ cám. Dĩ nhiên có những nhóm người ẩn mật, ví như Cò Tép hay Hành Hương. Họ có thể biết về Lục Lâm, nhưng gọi họ là Lục Lâm thì không đúng, vì họ có nghề nghiệp hẳn hoi. Hành Hương thì trộm mộ, Cò Tép thì buôn bán thông tin. Lỗ Bang ngoài công việc bình thường là trấn yểm, thư ếm, thì họ còn mạnh về làm bẫy. Có khi một nhóm người mà dòng họ A Kha thuê chính là Lỗ Bang hay không? Nếu như vậy thì còn trắc trối hơn nạp linh cả chục lần. Chúng tôi đi trong dãy hành lang từ nãy tới giờ cũng được gần 5 phút, nhưng chưa thấy tới chính phòng. Khoái lạ thay, lúc nãy chạy vòng vòng thì thấy nhanh lắm mà. Mặc dù đi nó chậm hơn, nhưng chậm kiểu này thì thật đáng nghi ngờ. Hai bên hành lang tuy có đèn cậy, nhưng chúng sắp hết sáp rồi. Đuốc cỏ gà trên tay cũng sắp tắt đi. Nãy giờ ánh lửa cứ bập bùng như bị đưa ra trước gió. Anh Hùng bắt đầu bối rối, đang đi thì đứng phắt lại,
Tôi xích thì đâm sầm vào người anh. Anh quay sang anh Thông hỏi: Ê Thông, mày có thấy hình như cái căn nhà gỗ này đang di chuyển rất là nhẹ hay không? Anh Thông trố mắt, tôi thì chân hững. Nhà biết di chuyển sao? Nếu vậy thì chẳng phải đụng lỗ ban thứ dữ rồi hay sao? Lỗ ban nổi danh xưa nay, điều đó không cần phải bàn. Họ chế tác ra vô số thứ rất kỳ lạ, tay nghề phải nói là hô gió gọi bão. Duy chỉ có kiến thức căn nhà này thôi đã làm tôi thấy choáng ngợp. Gỗ được dũa nhẵn bóng, trải qua cả trăm năm chưa thấy cũ đi gì cả. Trên tường có rất nhiều bức họa được cắt nổi, tả đủ thứ cảnh quan. Tôi nghe anh Hùng nói căn nhà đang di chuyển thì đứng lại, chân dậm mạnh xuống nền nhà để cảm nhận xem rốt cuộc chuyện di chuyển này là thực hư như thế nào. Tôi nghiêng đầu sang một bên, úp tai xuống mặt đất xem có nghe được tiếng kẹo kẹt nào hay không. Nếu căn nhà di chuyển, không tránh khỏi việc gỗ ma sát với nhau. Ai ngờ, vừa nghiêng đầu nhìn sang, tôi đã thấy điều kỳ lạ trong bức ảnh điêu khắc người tắm trong ao sen. Bởi vì đầu của những người trong đó đang từ từ nghiêng sang, nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Tim tôi như muốn trớt ra ngoài, tôi bị giật mình nên la lên thất thanh. Anh Thông hỏi tôi có bị con gì nhập hay không vậy. Tôi liền chỉ lên mấy cái người trên bức tranh. Anh Hùng nhìn sang liền hô: Chạy! Các bọn chúng tôi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Anh Hùng đưa đuốc cho tôi, tay móc trong ba lô ra vật gì đó. Vừa chạy anh vừa la: Nè, coi chừng bị ma liếm cái đuốc này mày. Mình sắp hết chạy liệm cỏ gà rồi đó. Riêng chuyện ma liếm đuốc này, tôi đã trải nghiệm một lần trong đợt vào hang Jehu với thằng Sinh, nên hiểu rất rõ. Ánh đuốc bị ma liếm thì mất đi một mảng, giống như một miếng bánh hình tam giác bị cắn đi một miếng vậy. Việc này chỉ có lũ ma quỷ làm được thôi. Đèn cầy sắp tắt hết, vải thì không còn nhiều, giữ được cây đuốc hay không hết sức quan trọng. Lúc này anh Thông mới hét lên: Phía trước có đường ra kìa đại ca. Quả vậy, chính là cái cửa dẫn lên chính phòng. Cứ tưởng sắp thoát được ra bên ngoài thì bỗng nhiên hành lang bắt đầu biến đổi. Những thanh gỗ bắt đầu dịch chuyển, bản lề cửa như nhân ra thành nhiều phần hơn, tạo ra nhiều lối đi khác nhau. Các lối đi này bắt chéo lên nhau chẳng khác nào cái mê cung. Tôi quay lại nhìn hành lang, các họa tiết hình người trên vách như đang lội trong bức tượng, trông có vẻ ma quái, nhưng hình như chúng không phát ra linh lực gì cả, chứng tỏ không phải là miễu biết hát. Lúc này tôi nghe anh Hùng vỗ trán cái bợp. Anh bảo: Anh biết rồi, những thanh gỗ trong căn nhà này đều thuộc cơ quan. Cả căn nhà chính cũng là một cơ quan khổng lồ. Gỗ ghép với nhau tạo thành họa tiết, họa tiết di chuyển theo ô, giống như là mấy cái tấm nhựa xếp hình siêu nhân hồi nhỏ mình hay chơi vậy đó. Thì ra là như vậy. Vậy là tôi đã đoán đúng, chúng không phải miễu biết hát. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì lại có biến. Những thanh xà bắt ngang trên mái bắt đầu chuyển động, mái nhà mở ra, những cánh tay rối bắt đầu xõa xuống, tay rối nhiều vô số kể. Rồi từ bên trong, mấy cái lưỡi đỏ dài ngoằn trông như lưỡi heo to bè đốp vào những cây đuốc. Tôi hét lên: Đây mới là biểu nè anh. Tôi vừa nói vừa cua đuốc qua lại liên hồi tránh bị liếm. Cái lưỡi này thấy vậy mà nhanh như chớp, tôi phải chật vật lắm mới được. Anh Hùng thấy không ổn liền đốt lên hai ngọn đuốc nữa, rồi ném cho anh Thông một cái, mục đích là phân tán những cái lưỡi này ra. Anh Hùng nói: Để cho nó liếm cây của mày với thằng Cọp đi Thông. Cây của mày quấn ít vải, cây của thằng Cọp sắp tắt rồi, thôi mai đi. Anh Thông nghe vậy thì rủ tôi dụ cái lưỡi ra. Quả nhiên cái lưỡi thấy hai ngọn lửa thì chạy theo. Anh Thông chửi: Con mẹ mày. Rồi ném cái đuốc lên, cái lưỡi đớp lấy rồi nhai ngấu nghiến như là một thứ sơn hào hải vị. Tôi thấy vậy thì ném cây đuốc của mình ra xa hơn nữa, thấy cái lưỡi đuổi theo, tôi liền cùng anh Thông chạy quay về phía anh Hùng. Cứ tưởng nguy hiểm tạm thời qua đi, bất thình lình tôi thấy trên đầu anh Hùng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch. Nhìn kỹ hơn thì nó chỉ có một lớp da, hai khoang mắt trỏng, tóc xọa hai bên, cằm gục xuống đất. Anh Hùng lùi về phía sau, lớp da đột nhiên bay tới, anh hợp xuống tránh, lớp da lướt qua rồi bay vút lên trần, mất dạng đi. Hai bên vách lúc bấy giờ vang lên những tiếng động trầm trập, đều đặn như một cỗ máy. Chúng tôi hiện giờ chỉ còn một cây đuốc của anh Hùng. Ánh sáng của nến đang liệm dần, nên không gian không được sôi đủ sáng. Nhiều mảng phòng chìm vào trong bóng đêm, tưởng tượng như có miễu ngồi đó chực chờ nhảy ra thôi,
cũng nổi đầy da gà rồi. Cơ quan trong căn nhà giờ đây chính xác là đang biến đổi. Không khí như bị hút lên trên, khiến cho ánh đuốc dựng đứng. Cảm giác như cơ quan vừa tạo ra mấy kẻ hở trên mái nhà vậy. Đột nhiên trên đầu chúng tôi vang lên tiếng nhép nhép như ai đó đang liếm môi. Anh Hùng sôi đuốc lên, tôi nhảy về phía sau hết hai bước. Khi thấy giờ đây có tới bốn tấm da người tóc xõa đang đứng ở trên nhìn chòng chọc về phía tôi. Sau lưng chúng là những tấm phù điêu gỗ giờ đây đã tách ra khỏi cái vách. Phù điêu tuy được chạm nổi trên gỗ, nhưng trong chúng lúc này chẳng khác nào đang bị dán hờ vô, tựa như chúng đang cố chui ra ngoài. Anh Hùng lắc đầu bảo: "Thôi, không ngu dại gì mà ở đây ăn đủ với cái đám này, chạy trước đi." Anh Hùng dẫn đường, tôi và anh Thông bám theo sau lưng. Chúng tôi chạy dọc theo hành lang, tiếng động trộp trộp như có người dùng tay bóp mạnh vào một đống lá khô vang vọng tứ bề. Ngày càng nhiều phù điêu đang cố chui ra bên ngoài, vài bước thì bò theo chúng tôi lủng lẳng. Sợi dây đỏ treo phù điêu bị chúng kéo theo phía sau, nhìn ma quái vô cùng. Chúng tôi chạy dọc theo hành lang, hai bên là những phù điêu hình người bé lớn đủ cỡ đang chui ra, rơi xuống sàn lộp độp. Lúc này quả thực kể ra tôi có hơi tức. Cánh cửa ở ngay phía trước rồi mà chạy mãi chẳng thấy tới. Giống như sàn nhà đã biến thành một cái máy chạy bộ trong mấy phòng tập thể hình vậy. Tôi định than khổ với anh Hùng, ai ngờ căn nhà lại biến đổi một lần nữa. Từ một cánh cửa quá ra thành bốn cánh, như là ảo giác của kính vạn qua. Nhưng không, đây là thật. Đột ngột chúng tôi thấy mình đang đứng giữa một cái ngã tư. Lối chúng tôi vừa chạy ra còn có ánh sáng đèn cầy leo lét sắp tắt đi. Ba lối đi còn lại thì tối om. Nếu như tôi ngày xưa thì có cho tôi tiền bạc, gái đẹp tôi cũng không vô. Sau lưng lúc này có tiếng đám phù điêu chạy tới lụp cụp. Anh Hùng quay sang hỏi tôi: "Nãy giờ mày có thấy bốn tấm da mặt ở đâu không cập?" Tôi lắc đầu, lo ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy, hơi đâu mà để ý. Anh Hùng nhắc tôi mới giật mình, nhìn lên trên thì không thấy chúng đâu. Nhìn sang ba lối đi tối mịt, tôi giật mình phát hiện ra, thì ra chúng đã chạy tới đó. Bốn cái da mặt tách ra làm hai nhóm, tụ ở lối đi trước mặt và bên trái. Lối đi bên phải trống không. Là bẫy sao? Quá lộ liễu rồi. Anh Thông nói: "Nè, còn chạy gì nữa? Chạy vô đó đi." Tôi cản lại: "Vậy thì khác nào á bị chúng chắc mũi đó anh." Anh Hùng suy nghĩ một hồi, anh nói: "Bây giờ hai hướng còn lại á, theo anh thấy mới là ghê. Có hai khả năng. Thứ nhất, người làm ra ngôi nhà này tất nhiên sẽ chơi đoạn tâm lý, hù người yếu bóng vía, dụ họ chọn một trong hai. Thứ hai, cả ba lối đi đều có bẫy, hắn đang cầu chờ, dụ người ta đứng lại suy nghĩ. Lúc đó thì đám phụ điêu đã đuổi tới rồi." Anh thì nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Tôi thấy cũng có lý, nãy giờ toàn gặp bẫy là bẫy thôi, không tránh khỏi chuyện cả đám đang bị lừa. Anh Hùng nói xong thì cầm đuốc chạy vào cái lối đi bên phải, tôi và anh Thông bám theo. Lối đi này quả thật tối đen như mực, ánh đuốc chỉ chiếu được le lối phía trước khoảng 5 bước chân, còn lại thì chẳng biết đang ở đâu, đang chạy về đâu. Chúng tôi cứ chạy như thế khoảng 2 phút, tưởng đã ngon lành. Lúc này lại gặp một cái cầu thang đi xuống. Nói thiệt tôi đã hơi mệt, đi cầu thang chắc một lát đem cặp giò đi chặt luôn quá. Tuy nhiên, phía sau cứ vang lên tiếng động của đám phù điêu, không chạy không được. Rồi những tiếng cạch cạch của bánh trăng. Tôi còn chưa biết cái gì sắp tới, nhưng cũng không mong câu trả lời đến sớm như vậy. Chúng tôi hiện giờ chắc chạy được phân nửa cầu thang. Cái bậc thang bị cơ quan kích hoạt thì nghiêng đi, kép lại thành một cái mặt phẳng. Chúng tôi cứ thế trượt không phanh. Anh Thông hét lên: "Có con khỉ khô mà lừa được bố mày, phải bố bố đấm cho mấy phát." Nói xong, từ trong cụm tay anh Thông nhú ra những cái móng vuốt. Anh xoay người, cắm móng vuốt vào nền cầu thang. Tôi và anh Hùng thấy vậy liền chụp tay nhau. Anh Hùng chụp vào tay anh Thông. Anh Thông quả nhiên đã có dự liệu, chắc tự bực tức mà ra. Anh thắng lại cũng rất là điệu nghệ. Hai chân tôi thả ra chênh vênh trên một cái miệng hố, suýt chút nữa thì rơi xuống. Anh Hùng lúc này mới kêu tôi đu người ra phía sau, tìm sợi dây thừng trong ba lô của anh, rồi leo lên trên. Từ chỗ hành lang chưa bị sụp, thòng dây xuống kéo cả bọn. Tôi làm theo, vắt sợi dây ngang vai. Vừa bám vào lan can thì thấy nó hơi trơn, tôi trượt tay suýt ngã mấy lần. Lên được tới bên trên là tôi thở hơi lên rồi, cảm thấy có nuốt hết không khí trên trái đất cũng không đủ cho tôi thở. Được vài giây, tôi thòng dây xuống kéo hai người bọn họ.
Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ, quả nhiên khi không có thiên hổ thì thứ gì cũng trở nên khó khăn. Có khi nào tôi đã quá ỷ lại vào thiên hổ hay không? Sau này khi về, tôi nhất định sẽ thủ thêm những thứ khác phòng thân, như võ thuật chẳng hạn, song song đó mà luyện sức bệnh. Tôi kéo hai người họ xong thì cũng sức cùng lực cạn. Cũng may lúc cơ quan cầu thang kích hoạt, lũ phù điêu không đuổi theo nữa. Tôi ngồi phịch xuống sàn gỗ, phía trước có một màu tối đen như mực. Anh Hùng nhìn về hướng đó rồi bảo: "Thôi, ngồi nghỉ chút đi hai đứa, anh cũng hơi mệt rồi." Tôi châm thuốc, ngửa mặt lên trời. Nơi này quả nhiên kỳ quặc, người làm nên nó hẳn là một bậc thầy về lỗ ban, suýt lấy mạng chúng tôi mấy lần. Lúc nhỏ tôi có nghe ông kể sương sương về lỗ ban. Tuy vậy càng lớn thì đầu óc càng lú đi. Lúc đi làm ngân hàng, tôi dường như quên sạch. Tôi bèn đem hỏi anh Hùng. Anh bảo lỗ ban nhóm này còn kín tiếng hơn lỗ ban thường. Cứ nhìn cái nhà tứ hợp viện này thì biết trình độ của họ ghê gớm cỡ nào. Anh Thông hỏi: "Mà làm sao anh biết được cái nhà này của lỗ ban làm gì?" "Hồi nãy ở Đông Sương Phòng, mày nhớ cái xương treo không? Đó là một loại đồng hồ tính giờ để bày kích hoạt đó. Đám rối đánh nhạc có vai trò thu hút sự chú ý của người lọt vào trong cơ quan. Cái bẫy cuối cùng sẽ được kích hoạt khi chùm xương đó lay động. Chùm xương như một cái mắt khóa được kích hoạt khi có sự xuất hiện của người đột nhập vô. Nếu như lúc nãy tụi mình chạy không có kịp, cây xương xoay đủ vòng, không có biết là có chuyện gì ghê gớm xảy ra nữa đâu." Tôi chép miệng hỏi: "Ủa, sao anh thành mấy cái này quá vậy?" "Thì như anh nói thôi, tại anh thích chơi đồ gỗ cổ á. Mấy lần mua tượng Phật thì được mấy người săn lan khác kể cho nghe. Cái loại bẫy này thường xuất hiện trong những ngôi mộ kính, mã khóa tùy theo mộ mà khác. Có thể là chùm xương, răng, xương ngón chân, xương chim, xương quả. Nhưng mà có điểm chung là được buộc bằng chỉ đỏ, treo phía trên cái vật bẫy, dùng để đánh lạc hướng đó." "Ủa, mà bẫy đánh lạc hướng nào mà cũng làm búp bê vậy đó hả anh? Kỳ công dữ vậy." "Con tùy nữa mày ơi. Có nơi thì bẫy là ao anh mỹ nữ, hoặc là vàng bạc cho báo giả, có đủ cả." Anh Thông trề môi: "Ui, bẫy mà còn biết chơi nhạc, còn chơi cái lương cổ nữa, chi cho mắc công vậy trời. Mấy ông hồi xưa đúng rảnh mà." Tôi cũng đồng ý. Nếu muốn chơi nhạc thì chơi nhạc thường là được rồi, em nghĩ vậy á. Mà còn nữa, nếu làm cái bẫy đánh lạc hướng thì dùng mấy cái loại hù dọa người ta để người ta chạy đi chứ anh. Chứ mỹ nữ hay vàng bạc thì người ta sẽ đứng lại coi sao. Anh Hùng kéo một hơi thuốc, đổi tư thế ngồi rồi nói: "Anh nghĩ người lỗ ban đó biết được chuyện là nếu có người có thể vượt qua được mấy cái ngoài kia rồi vô được tới đây á, thì cũng đã là dân cứng cửa. Mà nếu là dân cứng cửa, gặp cơ quan thì sẽ muốn giải, chứ không có muốn bỏ chạy đi. Cho nên đặt mấy cái thứ kia khiến cho người ta tâm lý háo thắng, đứng lại giải cho bằng được. Càng đứng lâu càng dễ chết. Hồi nãy anh kêu hai thằng mày đi, anh cũng nghĩ tới cái chuyện này đó." Tôi thấy cũng có lý, đúng là anh Hùng, làm cái gì cũng tính trước người ta. Lúc này đột nhiên tiếng gậy đàn lại vang lên. Từ phía dưới cầu thang bỗng phát ra ánh sáng, cầu thang cũng trở về với nguyên dạng. Căn phòng bỗng biến đổi thế chóng mặt, tứ bề phần sáng lên những ngọn đèn cầy. Tôi hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi dưới một cái bệ thờ. Bên trên có mấy bức tượng Phật đang ngồi trong trạng thái niêm hoa nhất tiếu, nghĩa là cầm hoa mỉm cười. Niêm hoa nhất tiếu là một giai thoại thiền kể chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên khai thị cho chúng sinh. Mọi người đều im lặng không hiểu ý của Phật, chỉ có một mình tôn giả Maha Ca Diếp là tràn trở mỉm cười. Kiểu tượng này thường thấy ở miền Bắc hơn là miền Nam. Tôi thầm nghĩ có khi cái người lỗ ban này không phải người miền Tây. Nhạc thì vang vọng nhưng không thấy ban nhạc trối đâu. Đột nhiên từ dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân lộp cộp, hai cái đầu con rối cô dâu chú rể, rồi tới thân hình đôi chân lù lù xuất hiện ra, giống như chúng đang bước lên từ cõi âm tào địa phủ vậy. Đầu rối cô dâu chú rể lắc qua lắc lại, phải trái hết sức đều đặn, đôi mắt chớp chớp, hai tay nắm vào nhau. Chúng tôi vẫn án binh bất động. Chúng bước đến, đứng đối diện cách chúng tôi khoảng 5 bước chân. Con rối cô dâu cười lên khúc khích, con rối chú rể thì lên tiếng hỏi: "Ai nói tụi tao là rối hả? Quách Vệ Hùng ở đây, còn thằng Thạch Sinh đâu?"
Chúng tôi còn chưa kịp giật mình, bốn bức tượng Phật bỗng nhiên cử động. Đóa hoa trên tay của Phật úp ngược xuống, từ bên trong tỏa ra một làn khói. Con rối chú rể nói chuyện, còn con rối cô dâu thì cười khúc khích. Chúng như có tâm tính, tuy khuôn mặt không thể hiện biểu cảm, nhưng hành động thì chẳng khác nào con người. Chúng tôi ai nấy cũng đều bước lùi, chẳng thể hiểu được tại sao rối lại biết nói chuyện, biết cười đùa. Miễu kiểu này đúng là độc nhất vô nhị. Thú thật tôi cũng có chút tò mò, muốn mổ xẻ cái lũ rối ra, xem chúng thật ra tinh xảo ra sao. Anh Hùng nghe tôi nói vậy thì lắc đầu bảo: "Chắc là thứ gì đó đã ám lên lũ rối, chứ không đơn giản là cơ quan bên trong như mày nghĩ đâu. Tụi nó biết tên anh, rồi biết luôn cả thằng Sinh. Anh nghĩ là một cái miễu nào đó mà anh với thằng Sinh từng đập đã chạy tới đây đó." Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng. Ngôi nhà lỗ bang này đúng là kỳ công, nhưng để lũ rối biết tường tận tên họ của anh Hùng và thằng Sinh thì chỉ có thể đến từ những mối thâm thù xưa cũ mà thôi. Lúc này bốn bức tượng Phật lại cử động, bông hoa đang cầm trên tay bị trút ngược, làm cho làn khói xanh ma quái tỏa ra nhiều hơn. Nhìn chẳng khác nào một dòng thác dữ dội gào thét, nhìn vào là biết chẳng có dấu hiệu gì tốt lành. Đã vậy, đám rối còn phụ họa, chúng quay lưng về phía tượng Phật, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, hai tay hết cua qua bên trái rồi lại cua qua bên phải, như đám cổ động viên cuồng tín đến từ địa ngục vậy. Anh Thông tức tới tím người, hai tay hai vuốt sói, nhảy đến hết sức dứt khoát, bằng một đòn chém phăng đầu của đám rối cô dâu chú rể. Đầu chúng lăn lông lốc trên nền đất, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hi hí tới đáng ghét. Tôi định chạy đến dẫm cho nát mặt của chúng đi, thì đột nhiên từng phần cơ thể của chúng bị nhấc bổng bởi một luồng khí màu đen. Vài giây sau thì từng phần cơ thể đó bị kéo vào trong góc tối, mất dạng đi hoàn toàn. Tôi ngớ cả người ra. Anh Hùng bước tới nhặt đầu của con rối chú rể lên xem. Anh lắc lắc cái đầu rồi áp thử vào tay. Nó không nói chuyện, tựa như nó đã trở lại thành cái đầu rối bình thường rồi. Anh Thông mấp máy: Vậy là anh đã đoán đúng. Có thứ gì đó đã ám vào lũ rối. Tiếng nói đó là của nó, nhưng mà là ai mới được chứ? Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Gặp một căn nhà lỗ bang chưa đủ hay sao? Bây giờ còn phải lo giải quyết thù cũ. Đúng lúc này, những tiếng đùng đùng chợt phát ra từ phía tượng Phật. Anh Hùng ném cái đầu rối, giang tay che chắn phía trước. Bốn bức tượng Phật này có kích thước khá lớn, cao khoảng 3 mét. Cả bốn đều đang tọa thiền. Bức thứ hai từ bên phải đang cầm một đóa hoa. Bên trong, làn khói xanh không ngừng tuôn ra. Thoáng cái, dưới phía tượng Phật đã phủ đầy khói. Tiếng đùng đùng phát lên khoảng 1 phút thì nín bặt đi. Lúc này cả bốn bức tượng đều xoay người về phía chúng tôi. Đầu Phật cúi xuống, mắt mở ra, trừng lên nhìn vào cả bọn. Khỏi nói cũng biết, ruột gan tôi lộn tùng phèo. Đúng là muốn hù chết người mà. Anh Thông bảo: "Mẹ nó chứ, thì ra cái tượng Phật cũng là rối. Cái ông lỗ bang này chắc cuồng rối rồi." Anh Hùng vẫn bình tĩnh. Anh đặt ba lô bộ binh xuống, lấy ra 3 cái khăn tổ cẩm, chắc cũng xin của A Kha Vũ mà có. Anh trải khăn ra đất rồi kêu tôi đưa cho anh chai nước. Anh thấm nước vào tay rồi bóp lên khăn. Làm vậy khoảng 3-4 lần, anh phát khăn cho hai người bọn tôi rồi nói: "Làn khối này thấy vậy á, chứ không phải là khối mà là bột. Không biết có độc hại gì hay không, nhưng hai thằng mày cứ đeo khăn lên trước đi, phòng độc hơn trị độc." Tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên như lời anh Hùng nói, làn khối mà tôi nói chính xác hơn là kết tinh từ những tinh thể bột nhỏ li ti, nhỏ hơn cả đầu kim. Vì nến đã tắt đi gần hết, chúng tôi chỉ còn dọn dẹn một cây đuốc, nên tôi nhìn nhầm thôi. Nếu là bột thì dễ rồi, cứ làm như anh Hùng, đeo khăn thấm nước lên, bột gặp nước thì sẽ không chui qua kẽ vải được. Mặc dù hít thở có hơi khó khăn, nhưng cách này rất là hiệu nghiệm. Tôi nhận khăn, vừa đeo xong, đến ngước đầu lên thì bị một cánh tay lực lưỡng chụp vào trong ót, ấn ngược xuống. Tôi tưởng là anh Thông giỡn, chưa kịp chửi thì một tiếng vụt vang lên. Sau đó là vèo một cái, một cánh tay to lớn lướt ngang mắt tôi, cách đầu tôi một khoảng mỏng như chiếc lá. Tôi thoát chết trong gang tấc. Rồi rất nhiều những âm thanh vụt và vèo, rít gió khác nữa vang lên. Tôi bàng hoàng nhìn lên phía tượng Phật. Chúng đang xoay người, tay chìa ra phía trước mà tấn công chúng tôi. Tát chúng tôi tựa như chúng tôi là con ruồi con muỗi.
anh hùng đằng kia đang ở vào vị trí chết người. Lúc nãy chắc anh thấy tôi bất cẩn nên anh đã nhảy về góc phòng, dụ rất nhiều tay Phật tạo điều kiện cho anh Thông cứu tôi. Tất cả mọi chuyện kể ra thì dài, chứ nãy giờ chưa tới 5 giây. Bốn bức tượng kêu lên trầm trầm, tay Phật khu loạn xạ, cảnh tượng hết sức hỗn độn. Tôi quay đầu tìm kiếm cánh cửa lúc nãy chúng tôi bước vào, nhưng không khó, căn phòng nhất định đã biến đổi. Chúng tôi ở trong cái bẫy chết người này. Tượng Phật bên trên biến quá khôn lường, lướt qua lướt lại rất là ăn khớp. Lúc thì chúng hợp nhất thành một tượng Phật nhiều tay, nhiều đầu. Lúc thì chúng tách ra để tấn công chúng tôi. Hai phần thân thể được kết nối với nhau bởi những sợi dây co giãn. Anh Thông vừa cuốn tôi xong nhưng tránh không kịp, bị tay Phật phẩy cho một phát, văng về góc phòng, trẹo cổ. Anh vừa nặng cổ lại, vừa hét lên: "Chạy đi cái thằng này, con ngồi được trước đó. Anh có chính cái mạng á, cứu mày cũng không hết nữa." Tôi giật thoát cả mình, nãy giờ lỗ tai cứ ong ong, cảm giác thời gian chạy chậm lại. Mọi âm thanh như bị hút vào trong một chiều không gian khác. Lúc anh Thông quát tôi mới tỉnh ra. Thời gian và âm thanh như kéo về cùng một lượt. Tôi ngồi bật dậy, né tránh một cánh tay Phật đang tát tới. Anh hùng bên kia cũng khá chật vật, anh đạp lên cụm tay của cánh tay Phật rồi phóng về phía tôi và anh Thông. Anh nói mà như hét: "Đu lên tay Phật rồi nhảy ra sau ốc của tụi nó. Cái chỗ đó tụi nó với tay không tới, nhanh lên." Anh Hùng nói đúng, cửa ra đã biến mất. Ở dưới đây tránh né một hồi sẽ kiệt sức đi. Lúc đó khác gì cá nằm trong rọ. Chim nhốt trong lồng, bị tay Phật đập cho bẹp dí, chết như thế không đẹp chút nào. Bình thường còn thiên hổ thì mấy chuyện cỏn con này dễ gì làm khó được tôi. Anh Hùng dùng được chú thì có thể một đòn thiên đăng thổi bay đám miểu phía trước. Nhưng trắc rối ở đây là cả hai chúng tôi không dùng được chú và phụ. Trải nghiệm nạp linh quán lần này đối với tôi giống như đang lượn lờ trước quỷ môn quan, chẳng biết lúc nào bị hút vô, chết không kịp ngáp. Tôi mất đi thiên hổ, cơ thể bỗng nhiên nặng nề khó tả, không còn dẻo dai như trước. Anh Hùng nói xong thì chật vật bám vào cổ tay của Phật leo lên. Nói thì nghe đơn giản, nhưng các cánh tay đều khua rất là nhanh. Nếu như chụp hụt thì dù chỉ một chút xíu thôi cũng đủ ăn đập nát xương. May sao anh Hùng vẫn còn nhanh nhạy lắm. Thoáng thấy anh phóng một cái đã đón ngay cái cụm tay của tượng Phật. Hai chân bấu vào, xoay người bò lên. Càng gần vùng vai, lực xoay càng yếu. Anh nhảy lên vai rồi bám vào cổ tượng. Anh Thông cũng đã hồi phục, đạp lên một cánh tay gần đó nhảy lên trên. Anh Hùng và anh Thông cứ thế mà leo lên từ từ. Tôi thấy thế cũng quyết tâm không bỏ cuộc. Một cánh tay Phật vụt tới, tôi hít một hơi rồi đưa tay ra chụp. Thế nhưng tôi lại chụp hụt, bị cánh tay đánh văng về phía sau hết mấy thước. May mà bị phần cùi chỏ đập phải, tay tượng khuôn ngang cho nên cũng không tới nổi. Có vẻ như ông bà còn độ cho tôi nhiều lắm. Anh Hùng phía trên thấy vậy thì hét lên: "Nè, có sao mày?" Tôi lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu rồi hét ngược lên: "Em không sao, anh cứ đứng đó đi, em tự lo được mà." Cùng lúc đó anh Thông la lên quang quát: "Đại ca, cứu chân!" Bên kia bức tượng Phật của anh Hùng đập trúng bức tượng Phật của anh Thông, đánh trầm lên một cái. Màn nhĩ như bị chọc thủng vì tiếng va đập. Tôi lùi lại, loạng choạng xích ngã đi. Cũng may anh Thông kịp la lên. Cả hai người bọn họ liền vòng tay ôm chặt lấy cánh tay tượng, vì thế mà không bị ngã. Tôi thấy lũ tượng này giống như được lập trình, dính vào cơ quan được gắn với sàn nhà. Tay chúng chỉ khua đại, trúng ai thì trúng, không có tri giác như cái lũ trối cô dâu chú rể lúc nãy. Tôi thấy hai người bọn họ không sao thì lại tập trung vào việc của mình. Tôi canh lúc hai cánh tay khua qua, tạo ra một khoảng trống phía trước thì bắt trớn chạy vô, nhắm tới cái tượng Phật ở rìa bên ngoài. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ, ba chân bốn cẳng cứ thế mà chạy. Ai ngờ lúc vừa mới tới nửa phòng, hai cánh tay Phật phía sau bỗng phục đến, làm cho tôi giật mình. Tôi áp sát người xuống dưới rồi trượt trên mặt sàn về phía góc phòng. Tôi chửi thề hết mấy tiếng. Lũ tượng Phật này tuy to lớn nhưng không hề chậm chạp, cứ như thế này chắc lát sau tôi cạn sức mất thôi. Tôi còn chưa kịp điều tiết hơi thở thì phía sau bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Quay người lại, tôi thấy mình bị một bức tượng dồn vào trong góc phòng. Tôi hít một hơi, lần này phải vượt lên chính mình thôi.
cứ nào núng mãi thì đừng tự xưng là Lục Lâm nữa. Tượng Phật dồn ép tôi xong thì liền vung tay đánh xuống. Tôi bắt trấn đạp lên tượng, cố nhớ lại cảm giác khi còn có thiên hổ, cử động theo xem sao. Chân vừa đạp tượng, tôi liền ngã người ra, lấy đà cho cú đạp thứ hai. Quả nhiên có tác dụng. Tôi cứ thế vừa chạy vừa cười lên ha hả, cái cảm giác khá là sảng khoái. Ai ngờ chưa chạy được 4 bước, hứng quá lộn ngược người ra sau. Trong lúc đang chơi vơi trên không, tôi thấy tượng tiến về phía trước. Cái đầu Phật đang ở ngay bên dưới tôi. Tôi cắn chặt răng, cua tay ra chụp lấy đầu Phật, lấy lại trọng tâm rồi đứng luôn trên vai Phật. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì bỗng vang lên một tiếng vụt kèm theo tiếng la của anh Thông. Cậu ba, thúc đầu xuống. Tôi chẳng biết chuyện gì nhưng cũng làm theo. Giữa lúc đó thì một cánh tay Phật khua ngang tán ngay cái đầu tượng Phật của tôi. Lúc nãy không kịp hợp xuống, chắc số phận của tôi cũng tương tự. Tượng Phật bị tán bay đầu thì cũng ngừng cử động, đoán chừng cơ quan điều khiển nằm trong đó. Tôi liền thông báo cho hai người bọn họ. Anh Hùng hiểu ý, liền kêu anh Thông đu vào cổ Phật như tôi lúc nãy để cho chúng tự xử nhau. Tôi thấy tình hình có vẻ thuận lợi thì ngồi xuống trên vai Phật, nhìn qua chỗ cái đầu bị tán bay lúc nãy. Tôi sững sờ khi thấy những hình ảnh phù điêu hết sức quen thuộc, y chang như những cái bức mà tôi thấy khi đi trên hành lang về chính phòng. Tại sao chúng lại nằm trên bức tượng? Chẳng lẽ tượng này cũng được ghép lại bởi những tấm vách sao? Rõ ràng khi cái đầu Phật văng đi, tôi thấy các mảnh vụn có hình tấm ván. Giả thuyết này không sai đi đâu được. Thông à, nhảy qua đây cho anh. Lúc tôi đang mải mê xem cái cổ Phật thì bên kia anh Hùng và anh Thông đang xử bức tượng còn lại. Hai bức kia thì hai anh đã dụ cho chúng tự vả vào đầu nhau rồi. Anh Hùng đang đứng trụ chân, tay ôm lên mặt Phật, còn anh Thông thì dùng vuốt sối đâm liên hồi vào cổ Phật. Anh Hùng thấy đầu Phật lung lay thì tung cước đá nó văng xuống. Hai người anh săn lang của tôi hành động hết sức ăn ý, người đấm người đập, người thổi kèn người đánh trống, chẳng thể tìm thấy được một điểm sơ hở nào. Khi bức tượng cuối cùng bị hạ, tất cả đèn cầy trên 4 bức vách trong phòng đều vụt tắt đi. Cây đuốc lúc nãy cũng bị sức gió thổi cho hiu hắt. Tôi lây quay trượt xuống phía dưới, mò mẫm trong đêm, nghe theo tiếng kêu của anh Hùng rồi bước về phía anh. Trong lúc ba anh em tìm nhau trong đêm tối, tôi nghe có tiếng soạt soạt như có thứ gì đó đang kéo mấy tấm gỗ đi. Anh Hùng thắp đuốc lên, chúng tôi lại đứng trong một căn phòng khác, hình như là một cái sân khấu. Tới thời điểm này thì tôi cũng đã quen với chuyện căn nhà có thể biến đổi đủ kiểu, nên cũng không lấy làm bất ngờ mấy. Chỉ trong khoảnh tích tắc như vậy thôi mà đã dọn dẹp xong mấy bức tượng, nghĩ cũng nể phục cái tài của người thầy Lỗ Bang làm nên cái bẫy liên quan như vậy. 4 bức tượng đều đã được thắp sáng trưng khi chúng tôi xuất hiện. Anh Hùng thấy vậy liền tắt đuốc cho tiết kiệm. Sân khấu này rộng khoảng 30 mét vuông, chỗ chúng tôi đứng xếp thành 5 hàng ghế. Bục diễn được xây cao lên khoảng 1 mét, hai bên là cánh gà, phía sau là bức phù điêu khổng lồ vẽ cảnh người tắm ao sen, cò đậu ngọn cây. Sau lưng phù điêu là bàn thờ tổ được xây cao hơn tất thảy. Trên sân khấu có một cái trống kỳ lạ, hai bên thân trống mọc ra 2 cánh tay. Tôi không thể phân biệt được tay đó là tay người hay tay được làm hết sức công phu từ gỗ, và tôi cũng không muốn tìm hiểu nó. Chỉ riêng chuyện cái trống có tay là đã thấy hơi ghê rồi. Cánh tay chợt chuyển động, nó vung lên rồi bắt đầu đánh trống. Nhịp trống ban đầu khá chậm thôi, nhưng sau đó nhanh dần. Từ trong phía cánh gà lăn ra nhiều khối gỗ hình trụ. Những khối gỗ này đều có tay, đang xếp chéo phía trước. Những khối gỗ ghép nối lại thành một đường ngoằn ngoèo, đầu khối này nối vào đuôi khối kia. Sinh vật trụ gỗ này bắt đầu cử động. Từ phía cánh gà bên trái bỗng lăn ra thêm một khối gỗ khác. Ngoài tay ra thì có cả một cái đầu trết. Khi khối gỗ đầu trết kép vào tấm thân ngoằn ngoèo thì con trết liền đứng lên sừng sững. Và bây giờ trước mắt chúng tôi là một con trết gỗ, hai mắt đỏ au, cái nanh màu đen hết kẹp vào thì mở ra. Con trết gỗ này sần sùi, những cánh tay da bọc xương bỗng biến thành chân trết, da tay căng đét như trống ếch, màu da đen sạm. Con trết đang bò xoèn xoẹt trên sàn diễn,
nhìn rất ghê tởm. Ít nhiều nó gợi cho tôi đến cái động trết hoa lan ở Trà Sư, tính ra mới có 2 ngày trước thôi. Nhịp trống ngày càng dồn dập, con trết này không biết có ý định gì. Hiện giờ nó chỉ bò qua bò lại phía bên trên. Anh Hùng nhìn tổng thể căn phòng, lát sau anh thở dài bảo: Anh hiểu rồi. Mấy người săn lan ngày xưa anh gặp có kể cái vụ này. Đây là nhà tròn lỗ ban đó. Nhà tròn sao? Tôi quả nhiên có nghe cái tên này rồi. Nhớ lại chi tiết đầu Phật vỡ vụn thành những mảnh ván nhỏ, tôi liền nói với anh Hùng. Anh Thông nghe vậy cũng nói: Hình như là có luôn mấy cái tấm ván ở ngoài đông phòng nữa đó đại ca. Em nhớ kỹ lại thì có một mảnh bị cháy xém đi. Anh Hùng gật đầu. Anh nói nhà tròn lỗ ban này là một kết cấu khổng lồ, được liên kết với nhau bởi hàng chục ngàn mảnh ván nhỏ. Các mảnh này sẽ di chuyển liên tục, tạo thành những cấu trúc khác nhau. Người bị nhốt trong nhà tròn cứ đi lòng vòng, hết gặp nguy này đến gặp hiểm nguy khác. Không chết vì bẫy, cũng chết vì kiệt sức. Nhà tròn cũng có thể tạo ra chướng ngại vật bằng cách ghép ván gỗ lại với nhau. Đó là lý do mà tôi với anh Thông thấy những tấm ván của mấy căn phòng khác mà chúng tôi đã đi qua. Anh Thông gãi đầu, chặt lưỡi nói: Bây giờ làm sao đây đại ca? Không lẽ cứ vợ sinh con trong này luôn sao? Anh Hùng bảo: Thật ra việc nhà tròn rất là đơn giản, chỉ cần tìm cái đám rối nhà công rồi đập vỡ chúng là được. Anh Thông liền tán vai tôi cái bóp. Anh nói: Má nó, phải chi hồi nãy biết là đập mấy con rối đó ngoài đông phòng luôn rồi. Anh Hùng lắc đầu: Không được. Nếu mình đập đám rối trước khi đồng hồ xương kịp điểm thì tất cả bầy sập sẽ được kích hoạt cùng một lúc, như vậy còn chết lớn hơn nữa. Tôi xuýt xoa thằng Đào: Vậy tính ra âm nhạc cũng có liên quan đó. Không biết hai anh có để ý không? Tại tiếng nhạc hơi nhỏ. Anh Hùng nghiêng đầu, hình như đúng thật là anh không có nghe. Anh hỏi: Hả, là sao mày? Tôi mới giải thích. Ban đầu lúc vào trong đông phòng, lũ trối chơi cải lương cổ, nghĩa là nhạc khí thuần túy, chỉ có nhạc cụ thôi, được gọi là đờn tài tử. Thế nhưng khi chúng tôi đi trong hành lang, điệu nhạc thay đổi thành thanh khí nhạc, nghĩa là vừa có tiếng đàn vừa có tiếng hát, được gọi là đờn ca tài tử. Ban đầu khi nhạc đờn tài tử được chơi thì tôi không biết bài đó là bài gì cả, chỉ nghe được cái khí chất phóng khoáng mộc mạc của dân gian Nam Bộ. Rồi sau đó khi nhạc đờn ca tài tử được chơi, tôi nghe được giai điệu cống sàng xê quen thuộc của bài Dạ Cổ Quại Lan của cố nhạc sĩ Cao Văn Lậu. Khi vào trong căn phòng có 4 bức tượng Phật, nhạc đờn ca tài tử chuyển thành nhạc lễ, thứ nhạc được nghe khi tiến hành tang lễ. Sau buổi lễ tế hoặc tụng kinh, các thầy chùa và thầy đàn trong dàn nhạc lễ thường yêu cầu gia chủ nấu cháo trắng để thức sáng đêm, ăn cho đỡ buồn ngủ. Đó cũng là lý do mỗi lần đi đám ma, người dân miền Tây thường nói giảm nói tránh thành đi ăn cháo khuya. Lúc nãy đánh với tượng Phật, quả thật là có nghe mùi cháo thoang thoảng rất là thơm. Khi đánh xong tượng Phật thì nhạc cũng tắt hẳn đi. Lúc đó tôi nghĩ là do căn nhà đang chuyển cảnh như một vở tuồng kinh dị. Nếu như vậy, có khi đây là cảnh cuối cho cũng nên. Hai giai điệu lúc đầu khi chúng tôi đứng trong đông phòng và đi qua hành lang được phát trọn vẹn, chỉ có điệu trong phòng tượng Phật là bị ngưng giữa chừng. Điều đó có nghĩa là kết cấu nhà tròn khi vận hành cũng phát ra nhạc. Khi tượng Phật bị nát đi, nhạc đứt ngay. Bây giờ chúng đã ghép lại thành một cái mới, giai điệu trết lại vang lên, tiếng đàn hơi ủy mị, nhưng do tiếng trống dồn dập lại biến nó thành một giai điệu lột tả hết sức chi tiết những cái uốn lượn của con trết trên sân khấu. Anh Hùng nói: Khoan đã, mày nói mày nghe được giai điệu của bài Dạ Cổ Quại Lan hả? Không có nhầm được đâu anh à. Em rất thích những cái giai điệu xệ u liêu phạn của bài đó, từ nhỏ tới bây giờ em nghe suốt mà. Tôi thấy hai người kia cũng hứng thú thì nói thêm: Thực ra ngoài những giai điệu quen thuộc như Hò, Lý hay Ngâm, đờn ca tài tử ở Nam Bộ có đủ 3 Nam 6 Bắc, 4 Oán, 7 bài lớn, 8 bài ngữ, 10 bài liên quan. Nếu tính luôn cả 20 bài tổ, toàn bộ hệ thống của đờn ca tài tử được đúc kết trong một công thức như sau: Nhất Lý, Nhị Ngâm, Tam Nam, Tứ Oán, Ngũ Điếm, Lục Xuất, Thất Chính, Bát Ngự, Cửu Nhĩ, Thập Thủ Liên Quan.
gom lại là 72 bài. Người chơi đơn ca tài tử buộc phải thuộc hết. Họ gọi là ngưỡng thuần thục. Tôi có thể chứng nhận cho chuyện này. Số là tôi có chơi guitar. Thời còn là ngựa háo đá thì bày đặt lôi đơn ca tài tử ra tập. Tập được một tiếng đồng hồ tôi quyết định bỏ đi, tại vì nó quá khó. Đủ thấy những người nghệ sĩ chơi đơn ca tài tử tài năng tới cỡ nào. Mà cũng có thể là do tôi quá cùi bắp với thiếu kiên nhẫn. Anh Hùng nghe tới đó thì vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ. Lát sau anh bảo: A Kha Vũ nói lăng mộ của A Kha Chinh được xây hơn 100 năm trước. Cho đúng số tròn trăm luôn đi thì nó được xây vào năm 1918. Bà già cổ Hoài Lan được sáng tác năm 1919. Không thể nào một cơ quan có thể chơi một cái bài hát chưa ra đời được. Anh Thông chân hững: Ủa, vậy rốt cuộc là sao đây ca? Thì giả thuyết lúc nãy thôi mày. Một cái miễu ngày xưa anh với thằng Sinh từng đập đã nhập vào trong đám rối, rồi bắt chúng chơi cái bài già cổ Hoài Lan. Anh thấy hơi hứng thú rồi đó. Bây giờ tìm ra nơi đặt mấy con rối chơi nhạc đi. Lần theo đến đầu cơ quan, phá vỡ nó là nó không chơi nhạc được nữa thôi. Tôi nghĩ thầm, giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, không biết có hiệu quả hay không. Thế nhưng anh Hùng đã nói như vậy thì cứ làm theo. Bây giờ bắt tôi nghĩ cách khác tốt hơn cũng không có. Đúng lúc này, con trích cổ bỗng kêu ré lên một tiếng. Lúc nãy không có sát khí, nhưng bây giờ thì khác. Nó nhằm nhè cặp răng nanh về phía chúng tôi. Anh Hùng thấy vậy thì bảo tôi đi tìm dàn nhạc. Anh và anh Thông sẽ cản con trích kia. Chúng tôi kẹt lại trong mộ này quá lâu rồi. Mấy người ở trên chắc đang sốt ruột lắm. Anh Hùng vừa nói dứt câu thì con trích cổ đã phóng tới. Tôi lập tức tách ra. Hai người bọn họ liền đập tay liên hồi, dụ con trích tránh ra xa tôi để cho tôi dễ bề hành động. Thú thật là tôi còn hơi lo sợ. Không có thiên hổ, không biết tôi có nên cơm nên cháo gì hay không. Chỉ sợ làm liên lụy tới hai người bọn họ mà thôi. Tôi hít thở đều đặn, cố lấy lại tự tin, rồi chạy vòng ra phía trái sàn diễn sân khấu. Điểm đầu tiên tôi quyết định là phía sau cánh gà. Vừa bước vào trong, tôi thấy hàng chục con rối không mặc độ được xếp thành một hàng dài, tư thế ngồi, hai tay chìa ra phía trước. Mới đầu tôi còn tưởng chúng là người thật, giật hết cả mình luôn. Tôi lục tung cả cánh gà bên trái, vòng ra sau sân khấu, lục tung thêm cánh gà bên phải, cũng không có. Tôi vòng ra ngoài, thấy ngoài đèn cầy ra thì sân khấu còn được thắp sáng bởi những cây đuốc. Con trết tai người uốn lượn, hình ảnh đó phản chiếu là bốn mặt ván tượng, tựa như hàng trăm cái bóng ma bay lượn. Bên dưới là anh Hùng và anh Thông đang ra sức quần thảo, lọt thổm vào hình dáng khổng lồ của con trích. Cảnh tượng này hết sức ghê sợ, tôi không nghĩ có ngày mình được chứng kiến. Cả hai người bọn họ đang dần thấm mệt. Con trích quá to, lại có nhiều đốt, không thể xử gọn như tượng Phật được. Tôi thấy vậy thì quay phát người lại, có lật cả căn nhà tròn lỗ ban này lên. Tôi cũng quyết tìm cho ra cái dàn nhạc trối cho bằng được. Lúc nãy chạy qua chạy lại, tôi có để ý hai tấm vải trắng xác xơ được treo rủ xuống phía sau cánh gà. Đoán là dàn nhạc không có phía sau thì chắc sẽ có ở phía trên. Tôi liền vòng ra sau, giật tấm vải xuống. Tấm vải vừa được kéo ra, tôi giật hết cả mình khi thấy tấm da mặt trong hành lang lúc trước đang nấp ở phía sau. Nó xõa mái tóc dài, ánh mắt vô hồn, đen như xoáy, nhìn xuống phía tôi đang đứng. Thấy tôi đã phát hiện ra, nó liền kêu lên tre ré. Ba tấm da còn lại cũng chui ra khỏi chỗ trốn, định bay xuống mà dí tôi. Mặc dù có hơi giật mình, nhưng tôi đã lấy lại ngay bình tĩnh. Tôi chạy đi, bốn tấm da trượt theo sau lưng. Anh Hùng với anh Thông hình như đã mệt trả trời. Tôi chạy giọt lên trên sàn diễn, nhìn xuống phía những cái dãy ghế của sân khấu. Anh Thông thấy vậy thì quát lớn lên: Lẹ đi mày, anh đuối với con rết này quá rồi. Anh Hùng liền nói: Nè, vụ đám da mặt nó qua đây luôn đi. Anh Thông than: Anh điên hả đại ca, con rết còn lo không xong nữa nè. Anh Hùng không quan tâm: Nè, lẹ đi cốp. Tôi thấy anh Thông nói đúng, lần này quyết không nghe theo anh Hùng, để anh gánh hết vào thân mọi nguy hiểm nữa. Tôi bỏ chạy về phía sàn diễn, vừa chạy vừa la: Anh đừng lo cho em xử mấy cái da mặt này cho anh coi. Khúc nhạc này đã trở nên réo rắt hơn. Nếu tôi không tắt cái cơ quan này kịp, e rằng cả ba sẽ kiệt sức mà chết dưới cái lăng mộ này mất thôi. Nếu chết xuống dưới cửu tuyền, làm sao tôi dám nhìn mặt hai ông anh của mình
đang chật vật tạo ra khoảng trống cho mình kia chứ. Thiên hổ thôi mà, có phải bùa trường sinh bất lão hay đôi cánh mọc sau lưng đâu. Không có nó, chẳng lẽ tôi trở thành phế vật hay sao? Có con khỉ khô mà tôi lại không tìm được Dạng Nhạc. Tôi nghĩ ngày xưa khi mình chưa có thiên hổ cũng là một thằng làm nên chuyện, sau này ỷ lại vào nó quá. Lần này tôi phải dùng hết 100% não bộ mới được. Tôi mặc kệ cái bọn da mặt đang trượt phía sau. Bình tĩnh lại, tôi vừa chạy vừa suy nghĩ. Đám nhạc công này không ở vị trí của nhạc công gánh hát thì ở đâu mới được? Gánh hát đâu còn chỗ nào khác? Thì lúc này tôi mới sực nhớ là cái bàn thờ tổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.